Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng Mai Kiến Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm có dịp ráp cái gọng dẻo ha, Made in Japan cho một anh khách hàng ở bên Đắk Lắk ha. Thì anh cần ráp cái chồng tăng sáng đi đêm và đổi màu ban ngày để mình có thể sử dụng cái kính này vừa đi vào ngày và đêm luôn nha. Thì anh yêu cầu là cái chồng kính phải có chống UV và chống luôn tia sáng xanh. Đó. Thì cái chồng kính này của bên Liêm là bên Sky của Liêm á, thì nó có đầy đủ những cái chức năng mà một khách hàng cần để lái xe ngày và ban đêm ha, cả ban ngày và ban đêm. Thì cái chồng này nó chống UV cao cấp ha và nó chống luôn tia xanh, mọi người xem này, và đổi màu rất là nhanh nha. Đó, nó sẽ đổi màu rất là nhanh. Thì một chút Liêm sẽ thử cho mọi người xem cái đổi màu nó như thế nào nha. Rồi, để nói về cái gọng này nữa, tại cái gọng này thì nó rất là gọng nhựa ha, nhưng mà rất là dẻo nhẹ ha. Thì nó xài bằng cái nhựa tem nha, rất là dẻo nha mọi người. Mọi người coi đây, rất là dẻo và cực kỳ nhẹ nha, nên mình sẽ không cảm thấy nặng mũi khi mình mang trên khuôn mặt ha. Đó, và đây là nhựa sấm trong nha mọi người, cực kỳ ok. Này, Liêm bây giờ Liêm thử luôn cái đổi màu ha. Đó, để cho mọi người thấy được cái vẻ đẹp của cái chồng này. Tầm khoảng 10 giây thôi nha. Này, đem cho nó lên màu, chiếu cái tia UV vào tầm khoảng 10 giây thì chồng cái màu là đã lên đầy đủ rồi nha mọi người. Rồi, rất là đẹp ha, và nó lên cái màu nó tẹp với cái gọng luôn, nên mình thấy rất là liền mặt và nó rất là ok. Thì mình có thể mình đi ban ngày mình đỡ cái sự chói lóa của ánh mặt trời ha, và ban đêm thì mình có cái chồng vàng để mình tăng sáng. Thì đấy, thì một cái chồng này là nó rất là ưu việt ha, nó sẽ đi cả ngày qua đêm hơn là mình phải mua hai cái kính ở hai cái gọng khác nhau. Nhiều lúc mình đầu tư vậy thì giá thành nó còn cao hơn mọi gấp đôi hoặc là gấp ba so với một cái gọng kính là mình có thể lưỡng dụng đi cả ngày và đêm nha mọi người. Rồi, thì sau khi mà mình vào trong nhà hoặc là mình ở bốn râm thì bắt đầu chồng nó sẽ nhạt màu hơn. Mọi người thấy nó sẽ nhạt màu và ngã lại màu vàng chanh ha. Đó, để mình đi rất là đẹp, nên buổi tối mình đi cũng được và buổi sáng đi cũng được nha mọi người. Thì bây giờ Liêm chuẩn bị đem đóng gói và Liêm gửi về bên Đắk Lắk cho anh khách hàng nhé. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.